Hello, cả nhà xe đạp Nhật Bản xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con Jack 7400. Nếu như mà ai có theo dõi cái kênh của Phúc thì hôm trước có một con Jack 7400 y chang như vậy, cũng màu đen luôn ha cả nhà. Nhưng mà xe đó bán rồi. Con này thì cũng là Jack chạy đùm số trong 7 số, nhưng mà nó có một điều đặc biệt ở đây nữa, thì con này nó có luôn phục nhúng trước, đó chính là MTB, và kèm theo là đèn năng lượng trước luôn. Tức nghĩa nếu mà khách nào mua con xe này là có luôn cả đèn năng lượng, đùm năng lượng luôn. Đùm năng lượng thì giống những con xe cào cào á, khi mà mình đi trời tối xe tự động phát sáng ha. Thì đây là một con Jack 7400 Alpha sườn nhôm 8 cấp số. Để vô chi tiết cho nhà cùng theo dõi nha. Đây đó, y chang như con xe Jack hôm trước luôn. Hôm trước thì khách nào mà hỏi mua nó nhưng mà bán rồi ha. Bán rồi thì bữa nay có thêm một xe. Con này đùm 8 số, niền là niền nhôm lông đền, câm là câm inox ha. Để mình đọc thông số lớp cho cả nhà nha. Đây, con này thì là 700x40C, tức là bánh lớn á. Bánh lớn thì đi hầu hết tất cả các mọi địa hình luôn. Bánh nhỏ thì đi mấy cái đường nó sỏi đá gồ ghề thì nó sẽ không bằng. Thì con này nó xài bánh lớn luôn. Sườn là sườn nhôm nha cả nhà. Đối với cái sườn chắc này thì mình nói thật sự ra là cực kỳ cứng cáp. Và nó nhìn ở ngoài nó chất lượng lắm. Màu đen nhưng mà đen mờ nha. Chắc 7400 nè. Nói chung xe này là nguyên zin nha cả nhà, không có làm gì hết, về thì chỉ rửa bán thôi. Đùm số thì cũng còn rất là ngon ha. Đồ Bontrager hết luôn. Đây, Bontrager yên da zin theo xe. Tay là tay bấm xả ha cả nhà. Đây, 8 số Shimano Alpha tay bấm xả. Con này sườn nhôm sơn mờ nha, hồi nãy mình có nói. Đây, đặc biệt phục trước là phục nhúng nha cả nhà. Đây đó, phục nhúng, đùm năng lượng. Đùm năng lượng là đùm nhôm nguyên zin. Cốt trước là cốt tháo, thì ở ngoài trước cũng là niền nhôm lông đền cam inox ha. Đèn thì mình chưa có gắn vô, thì khi nào mà khách có chốt thì mình sẽ gắn tặng kèm một cái đèn led nha cả nhà. Đèn led theo xe, tại vì nãy mình rửa ra, gỡ ra mình rửa cho nên chưa gắn lại ha. Đây đó, nó sẽ đây cây phục này ha cả nhà. Đó, đây check nè. Đó, xe này là xe đã qua sử dụng hết cả nhà. Đây, check nè, 7400. Đây, size của nó này cả nhà, 17.5 inch x 44.5 cm. Thì con xe này phù hợp chiều cao là tầm khoảng 1m6 cho đến 1m75 đi vẫn được nha. Thì mình nâng hạ yên thôi, yên thể thao zin theo xe luôn. Đồ là đồ Bontrager hết nha cả nhà. Đây, đồ Bontrager hết. Đây, giò dĩa thì là giò dĩa Bontrager, cũng là CNC ha. Này, dạng như nhôm á, nhôm ở phía trong nó là nhôm nguyên bản, còn ở ngoài là nó sơn ha. Sườn nè, sườn Jack rất là đẹp. Xe sẽ được ship toàn quốc từ miền Nam, cọc từ 20% giá trị xe sẽ lên thì sẽ bắt đầu ship xe ha nha. Thì mấy cái dòng này là nó sản xuất một đời, hai đời là nó không có sản xuất nữa, cho nên là nó rất là ít xe. Gọi là đây là những con xe hiếm, và đặc biệt cái sườn chắc này thì quá ngon rồi, cực kỳ cứng cáp ha. Rồi, một con Jack 7400 nhôm 700C bánh lớn, chạy đùm số trong 8 số. Thường thì chúng ta sẽ thấy những con lip đề thôi, còn đùm số trong thì không có ha. Con này dạng như kêu bằng xe MTB luôn rồi đó. Khách nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc ha. Con xe này sẽ được bán với giá là 10.500.000 đồng. 10.500.000 đồng. Khách nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.